Ok, alo alo, mấy bạn có nghe rõ không? Hôm nay là mình đi kiếm cái bộ đồ để mình mặc sao cho nó giống như là Sơn Tùng trong bài Chạy Ngay Đi á mấy bạn. Yeah, chất không? Thêm mấy cọng bling bling bling. Đây là nó không có ý nghĩa gì hết, nhưng mà mình tự đặt nó là World Champ Beatbox. Đó, hay là chùm beatbox thế giới. Ok. Lần đầu tiên là tôi tới cái chương trình này là tôi cảm thấy rất là vui. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho bạn là cảm giác của một thí sinh rap Việt là như thế nào nhá. Ok, bây giờ mình sẽ mời bạn qua đây. Can you know? Hi. Hi, what's up? Cho em hỏi là làm thí sinh rap Việt anh có được những gì? Làm thí sinh rap Việt anh có được những gì hả? Anh có được gì? Tại sao làm thí sinh anh làm thí sinh rap Việt anh có được những gì? Đúng rồi. Yeah. Anh có được cơ hội làm việc với tất cả mọi người ekip một cách rất là chuyên nghiệp. Yeah. Chuyên nghiệp. Ok. Cảm ơn anh. Ok, bây giờ mình tới người thứ hai nhá. Bây giờ là người sẽ đấu với tôi nữa. MC K. Bạn này như các bạn biết, khi bạn ấy hát nhạc tình thì bạn ấy tên là Ngơ, còn bạn ấy mà hát nhạc diss thì MCK nhá. Ok. Tôi đang ăn. Ok, MCK thấy khi mà bạn đi thi rap Việt thì bạn có những gì? Tôi có tất cả mọi thứ. Ok, respect. Respect, respect. Yo yo yo. Bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn cô gái ở đây. Giới thiệu bản thân đi em. Giới thiệu bản thân à? Em là Noon. Hết. Ok. Em 17 tuổi. Em tại sao em lại đặt tên mình là Noon? Nó không có ý nghĩa gì luôn ạ. Ủa anh tưởng Noon đọc ngược lại là Loon. Không phải Loon đọc ngược lại là Loon đâu, Loon là xinh. Nó có ý nghĩa, nó có ý nghĩa khi em đứng trên sân khấu này là nó có ý nghĩa rồi. Em đã từng là Loon từng không có ý nghĩa, nhưng khi em đứng ở sân khấu này là nó có ý nghĩa. Ok, các bạn đã thấy chưa? Có nghĩa là cái tên của bạn á sẽ không có ý nghĩa khi bạn không có tới rap Việt. Rồi ok. Thí sinh mới của đội Caric nha mấy bạn. Cho vô đi lắp luôn nha. Anh thi lần này thôi nha. Đi. Sao lại thua Ati? Thì thắng thua là cái chuyện bình thường. Nhưng mà với tất cả sự tôn trọng thì mình sẽ không thua lần thứ hai đâu nha. Ati cẩn thận nha. Hồi nãy mình mới được mấy bạn fan của Caric, mình lấy đại của Jidoki nè, đó rất là dễ thương. Cái này là tính từ FC Caric nha bạn. Chỉ có đội Caric mới có thôi. Xịn chưa? Thì một ngày ở đây rất là vui, nghe nhạc hay, bận đồ đẹp, chụp hình với người nổi tiếng, làm việc với lại mấy chị anh chị stylist rất là chất. Hey. Đó thì mấy bạn, nếu mà mấy bạn thích thì năm sau mấy bạn nên thi rap Việt mùa 2 nhá. Ok, và vlog nó tạm dừng tại đây. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion. Rap Việt.